Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương dự hội nghị kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương. Từ đầu năm 2022, sau khi Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương được kiện toàn chức vụ Bí thư Ban Cán sự, chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã xây dựng nghị quyết công tác năm 2022, xây dựng kế hoạch và xác định nhiệm vụ trọng tâm, đưa ra các giải pháp để thực hiện tốt công tác đột phá năm 2022. Với những cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nên kết quả công tác đã đạt và vượt chỉ tiêu công tác của ngành kiểm sát đề ra. Chất lượng công tác kiểm sát được nâng cao rõ rệt, việc giải quyết án đảm bảo đúng luật định, không oan sai. Nhiều vụ án phức tạp đã được địa phương quan tâm, đã được đưa ra truy tố, xét xử kịp thời, đáp ứng yêu cầu chính trị địa phương. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp đều đạt kết quả tốt, qua đó góp phần giữ vững ổn định và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ kịp thời tình hình chính trị tại địa phương. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đề nghị Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tập trung xây dựng và giữ gìn đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm, nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm tiêu cực, tăng cường chỉ đạo chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, phòng chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu. Tăng cường công tác phối hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm. Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát, phối hợp với Tòa án Nhân dân và các cơ quan liên quan, bảo đảm thống nhất trong nhận thức và áp dụng pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành kiểm sát nhân dân, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ công chức Viện Kiểm sát nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.